Xin chào mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em thợ xe máy Việt Nam. Mình là Toàn An Đồng, chuyên gia cung cấp máy chuẩn đoán độc lỗi Moto Kentap. Hôm nay thì mình đang đóng hàng cho một anh thợ ở Bà Rịa Vũng Tàu. Mình cũng xin review qua. Rất nhiều anh em thợ chưa có bất cứ một cái máy độc lỗi nào trong nhà, tức là chưa từng được sử dụng máy độc lỗi. Thì mình cũng làm video cụ thể một chút để cho các anh em đó tham khảo nhé. Ở đây là máy Moto Kentap. Chúng ta thấy là bên ngoài là một cái hộp giấy vuông vắn rất là đẹp. Bóc ra thì bên trong là một cái ba lô. Đây. Đây, ba lô rất là xịn sò sang chảnh. Thì bên trong là combo phụ kiện. Đó, combo phụ kiện giá cắm nhá. Cái chức năng của nó thì nhiều chức năng lắm. Chức năng thì làm khóa thông minh này, đọc mã, làm chìa, xóa chìa, kiểm tra đồng bộ. Thế còn chức năng tua km ODO là tua trả ODO km này, reset này, rồi là lạp lại phần mềm ODO này. Thế còn chức năng còn một chức năng nữa là giúp cho anh em thợ rất nhiều, đó là lạp tỷ lệ hòa khí AF, tức là hiệu chỉnh tỷ lệ hòa khí là đậm hay là nhạt theo cái mong muốn của mình. Tùy trường hợp, ví dụ xe bị lỗi hao xăng thì mình sẽ lạp nó nhạt đi một chút. Còn xe bị lỗi nghèo xăng hụt ga nhẹ thì mình sẽ lạp hòa khí cho đậm lên một chút. Đấy là cái khả năng ưu việt của nó. Rồi trí tuệ nhân tạo, tức là gợi ý sửa chữa này, gợi ý sửa chữa, rồi là phân tích tỷ lệ hòa khí này. Ngoài ra còn các chức năng mở rộng như là test ắc quy, test ắc quy, test IACV, CKP, rồi là test ECM. Thì với test ECM các cảm biến thì chức năng mở rộng chúng ta mua thêm cáp là được nhé. Còn đi combo ở trong này thì chưa có cái cáp đó đâu. Hiện tại thì anh khách này đang mua máy Moto Kentap 18.800.000 kèm cả màn hình máy tính bảng luôn. Bây giờ mình sẽ kích hoạt tài khoản cho mọi người xem. Ở đây thì mình đã có đây chính là cái ba lô của anh ấy này. Và đây máy tính bảng đây. Đó, mình sẽ đồng bộ tài khoản. Khi về thì anh thợ chỉ việc là bật wifi và kết nối với bộ tab như bình thường, không cần phải làm thêm cái thao tác gì phức tạp cả nhé. Rồi mình sẽ mình sẽ kích hoạt tài khoản cho mọi người xem nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ trực tiếp mình khui cái máy tính bảng nhé. Trước khi gửi đi thì mình sẽ lập cho mọi người cái tài khoản, mình kích hoạt tài khoản về mọi người chỉ việc dùng thôi. Đây là bóc hộp máy tính bảng ra này. Đó. Thì bên trong nó có một cái bàn phím Bluetooth nhé, để kết nối với máy tính bảng. Tiếp theo là một cái bao da. Đấy, một cái bao da để bảo vệ hai mặt nhé. Đây, máy tính bảng đây, rất là đẹp, rất là xịn sò. Mình sẽ kích hoạt lên. Đó. Mọi người lắp sim được nhé, lắp sim nghe gọi bình thường. Có cổng sim, xem YouTube bình thường nhé. Đây, xem YouTube bình thường. Miếng dán cường lực này, đó, đi theo luôn. Giá kê này, giá kê máy tính bảng này, sạc này, đó, rất là hay, đầy đủ phụ kiện nhé. Máy tính bảng không những để đọc lỗi mà chúng ta còn nghe gọi, xem phim, khe chọc sim này và ba cái dưỡng sim, tai nghe Bluetooth, không phải Bluetooth nhầm, mình quen, tai nghe cắm dây, đó. Bút để chúng ta sử dụng. Và đây là cắm chuột USB để kết nối với cái bàn phím. Đó, rất nhiều phụ kiện nhé. Nhưng mà bỏ qua những cái phần ngoài lề này, mình sẽ kích hoạt tài khoản cho mọi người xem. Rồi, sau khi mình đã dán cường lực màn hình, lắp phụ kiện đầy đủ, đó, trông rất là xịn sò. Khi không dùng thì chúng ta gấp lại như thế này, bảo vệ hai lớp, bảo vệ màn hình. Đấy, camera rất là đẹp. Còn khi dùng thì chúng ta mở ra, sau đó gập về đằng sau. Đó, thì đằng sau lại có cái chống. Đây, chúng ta cậy vào đây. Thế là chống lại. Đó, ngoài ra còn có chân đứng đây. Chân đứng thì chúng ta... Đấy, ví dụ như chân đứng là chúng ta không cần cái này. Rất là đẹp. Đó, mọi người mua Moto Kentap là kèm luôn nhá. Kèm luôn màn hình máy tính nhá. Và mọi người thích kết nối với máy tính thì kết nối. Còn không có kết nối với điện thoại của mọi người cũng được.
Rồi bây giờ mình sẽ tải nè, mình sẽ vào CS Play, cửa hàng Play, sau đó tải ứng dụng của MotoKentap này. Đánh chữ là MotoKentap. Đó, ở đây có sẵn đây rồi, kích vào đây. Kích vào MotoKentap. Ấn vào cài đặt. Và chúng ta chờ khoảng 3 tới 5 phút là app sẽ tải về máy tính cho mình. Đó, tải xong rồi. Tải xong rồi, mọi người mở ra và cấp tất cả các quyền cho MotoKentap. Mình ấn mở này. Đấy, cho phép thực hiện và quản lý này, cho phép này, cho phép bật vị trí này. Đấy, cho phép tất cả các quyền nhé. Mình bắt buộc mình phải ấn cho phép. Rồi. Và ấn Việt Nam này. Đó, tới cái công đoạn này thì nhập mã khách hàng. Mã khách hàng thì ở trong cái ba lô này. Đây. Những anh em nào mà mua bộ tab này về kết nối với điện thoại thì cũng sẽ làm giống như mình. Còn mọi người mua bộ tab của mình thì đi kèm luôn cả máy tính bảng rồi. Mình kết nối, mình đồng bộ luôn cho rồi. Và chỉ việc xài thôi. Đây. Mã là đây đây, J6SKK4U6. Đây, mã đây, mã xác nhận đi nha. Việt Hoa đúng như vậy. J6S KK4U6. Rồi. Đấy. Đấy. Ấn vào. Đồng ý. Rồi, đến đoạn này thì chúng ta khai họ tên thôi. Những cái mục nào có dấu sao thì chúng ta khai, còn những mục ô vuông, ô chữ nhật nào mà không có dấu sao thì chúng ta bỏ qua nhé. Anh này tên là anh Phùng Tấn Thành. Đó. Điện thoại 0909 này. 495133 này. Đó. Địa chỉ Bà Rịa, Vũng Tàu. Đó. Mã sản phẩm, mã sản phẩm thì ghi trên cái này. MTB0908 này. MTB0908 này. 23 hoa 23 trừ 24 đó. Mỗi mã, mỗi máy có một cái mã riêng. Rồi, xong rồi. Phùng Tấn Thành. Quét mã QR. Đây, mã QR ở đây nhá. Cho phép. Rồi, đã thành công. Như vậy là máy báo rằng là quý khách đã kích hoạt thành công rồi. Đó. Về khách hàng chỉ việc xài thôi. Đến công đoạn này thì mình cấp nguồn cho cục tab này. Mình trở về này. Mình tìm đến cái mục MotoKentap đây, cái mục đây. Máy khởi động. Ở đây là máy đang tìm thiết bị này. Chờ một chút, máy tìm thiết bị nó sẽ tự động. MotoKentap xin chào anh Phùng Tấn Thành, mời anh chọn chức năng từ menu. Rồi. Muốn nhanh mình ấn vào MotoKentap, mình ấn vào cái mã số của nó thì nó kết nối cực nhanh. Đó, thì ở đây là các thông tin, ví dụ mình muốn chuẩn đoán lập trình thì ấn vào đây. Động cơ xăng. Đó.
Như vậy mình đã kết nối thành công rồi nhé. Đó, bị tìm xe thủ công này, Việt Nam này, Audit 2012 này, đó, trở về. Hoặc là chúng ta tra cứu tính toán thì ấn vào đây. Đây có cô trợ lý ảo, chúng ta đặt sang góc này cũng được nhé. Thông tin này, thông tin sản phẩm này, đó, Phùng Tuấn Thành, số điện thoại đây, Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy, ngày cập nhật phần cứng phần mềm, đó, ngày 11 tháng 11 năm 2023, bản V2.5. Đó, như vậy là chúng ta đã kết nối thành công rồi. Về khách hàng chỉ việc bắt wifi, bắt wifi với máy tính bảng, sau đó là kết nối cục này với lại xe là xong. Rồi, mình kiểm qua một chút nhé. Phần cứng này, motor gen tab này, và có 15 túi phụ kiện này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 này. Đó. Và bên dưới còn cái bộ đổi nguồn. Đây, bộ đổi nguồn nằm ở đây. Đó, bộ đổi nguồn cắm vào cấp nguồn cho bộ táp để tua công tơ mét hoặc là làm khóa thông minh. Trước khi gửi hàng đi mình đều kiểm hết nhé. Không bao giờ có chuyện thiếu. Không bao giờ có chuyện thiếu. Cáp làm khóa này, cáp tua công tơ mét này, cáp làm khóa của Yamaha Suzuki này, cáp vừa nãy làm khóa của SH2020 này. Cáp làm khóa của SHPCX này. Đấy, rất nhiều cáp. Cáp làm khóa của AB Vision này. Và chức năng tua công tơ mét thì là đây, bộ này là Piezo Vespa này. Đời chip RF này. Đây là tua audio của đời xe Honda. Chip 93, chip 24 này. Đó. Như vậy là hai cái túi phụ kiện này tua audio km. Cáp update, update nâng cấp máy từ xa kết nối với máy tính này. Cáp này là đọc mã của da lớt này, TFX này. Đó, MTB audio, à xin lỗi, đây là audio. Audio của dòng da lớt. Mình nhầm không, tưởng là khóa. Cáp test chất lượng bình ắc quy này. Dung lượng chất lượng bình ắc quy này. Cáp đọc phanh ABS của Yamaha LVX này. Cáp giả lập này. Cáp này cáp chuyển đổi, đây là những cái đầu phụ kiện chuyển đổi thôi. Không hầu như không xài tới. Cáp cấp nguồn điện ắc quy vào bộ táp này. Sử dụng trong trường hợp là test ắc quy và làm khóa rồi là tua công tơ mét nhé. Còn cáp này cáp tổng. Cáp tổng để cái này là để lạp phần mềm này. Thế còn này cáp này cáp tổng để kết nối với xe, đọc lỗi xóa lỗi hiển thị dữ liệu động cơ này. Cáp DLC01 này. Cáp này hay xài nhất nhé. Cáp đa năng. Đó. Đầu đọc lỗi Honda này, đầu đọc lỗi Honda đời 2020 trở lên này. Đời đọc Yamaha này. Đây cũng là Yamaha đầu cái này. Và đầu Kalai, đầu chờ, những cái xe nào mà không có rắc nào cắm vừa ấy, thì sẽ cắm cái chân lẻ này, chân rời này. Đó, sách hướng dẫn sử dụng. Thông số mẫu dữ liệu động cơ. Những anh em nào chưa được qua đào tạo về hệ thống điện tử thì sẽ nhìn vào những thông số mẫu này để biết là kết quả là các cảm biến hoạt động sai hay là đúng. Thẻ hội viên. Thẻ hội viên thì sẽ được tham gia nhóm học sửa đồng hồ audio này, nhóm học xe máy FB tại nhà và nhóm máy chuẩn đoán Motoken. Tất nhiên là các nhóm đấy là nhóm trên Facebook nhé. Số điện thoại của mình là 0904 566 844. Video mình review về Motoken Tab tới đây là hết rồi. Mình xin nhắc lại,
Hiện tại bây giờ giá MotoKentap có giá là 18.800.000 và đi kèm theo màn hình máy tính bảng nhé. Anh em mà có an tâm, có mua thì liên hệ và mình sẽ tư vấn trực tiếp, mình sẽ thử trực tiếp liên hệ qua Zalo nữa, cụ thể chi tiết lần nữa nhé. Rồi, video mình làm tới đây là hết rồi. Xin chào mọi người.